Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với bản tin S News. Và ngày hôm nay đã là 29 Tết rồi, các bạn đã chuẩn bị được gì cho Tết năm nay chưa thì hãy cùng chia sẻ với chúng mình trong phần bình luận nhé. Và mặc dù Tết rất là nhiều việc, rất là bận rộn nhưng các bạn đừng quên dành ra thời gian để cùng với S News cập nhật thông tin một cách nhanh nhất. Ngay bây giờ hãy cùng với mình bắt đầu thôi. Sau một thời gian vắng bóng vì những ồn ào về công ty quản lý cũ, thì mới đây người hâm mộ đã chính thức thấy Jack quay trở lại tại một show truyền hình. Các fan hâm mộ sau khi thấy hình ảnh của Jack đã rất vui mừng và thích thú. Hình ảnh của Jack trong chương trình đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Chương trình truyền hình này mang tên Sóng 20 là một chương trình giao lưu gặp gỡ giữa các nghệ sĩ nổi tiếng và được phát sóng vào 30 Tết. Trong chương trình, Jack đã có đôi lời chia sẻ khiến cho nhiều người cảm thấy xót xa. Em làm vì đam mê, em viết nhạc cũng vậy và làm gì cũng vậy, hoàn toàn do bản năng chứ không có học gì đâu. Em nhận lời tham gia chương trình này tại em nhớ sân khấu quá, chịu không nổi. Sau khi đoạn video ngắn ghi lại một phần chương trình được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận như quá tuyệt, cuối cùng Jack cũng đã trở lại. Nhìn Jack khỏe mạnh và vui tươi như vậy là bọn em mừng lắm. Anh cố lên, bọn em sẽ tiếp sức và ủng hộ anh hết mình, yên tâm nhé. Trước tình cảm mà người hâm mộ dành cho Jack, thì Jack cũng có những lời nhắn nhủ từ các fan rằng tôi thấy mấy bà buồn, người thì khóc, người thì lo, cầm cự trong lòng tôi cũng khó chịu. Xong lén tham gia chương trình này, chứ viết status chúc cũng kỳ. Thôi thì mọi người bình an may mắn năm mới nha, tôi nhạt nhẽo lắm. Ngày 30 cũng chúc y hệt vậy á, không tin thì đón coi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, mãi như vậy nha, trân quý các bạn. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên đăng ký kênh cho chúng mình, vì kể cả trong ngày Tết thì chúng mình vẫn liên tục cập nhật những thông tin nhanh nhất đến cho các bạn.